Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý vị phụ huynh, chào tất cả các con đang học ở trường Việt ngữ Ad Huân Kisiton ạ. Thưa quý vị, trường này có cái đặc điểm là không có ai là hiệu trưởng người Việt, chỉ có cô Mara là giám đốc của hàng. Người dạy tiếng Việt ở đây nhiều năm nhất, gần 25 năm, đó là cô Cảnh Dương lớp mẫu giáo. Người dạy tiếng Việt ở đây lớn tuổi nhất thì chắc là tôi. Hôm nay với tư cách là thầy lớn tuổi nhất, tôi xin phép thay mặt cho các giáo viên của trường có đôi lời tuyên truyền cùng tất cả quý vị. Thưa quý vị, cách đây vài năm đã có lúc số học sinh ghi danh đông nhất là trường này có 23 lớp. Niên khóa 2016-2017 trường có 17 lớp. Điều đó cho thấy cái gì đã tăng lên chưa chắc sẽ không giảm xuống nếu chúng ta không biết quý trọng gìn giữ những ưu điểm mà chúng ta đang có. Chân thành cảm ơn quý vị của mình là những người đang quý trọng gìn giữ tiếng Việt, trong đó bao gồm văn hóa Việt, và đã đưa con em đến trường học tiếng Việt đều đặn hàng tuần. Quý vị đã tạo sự thuận lợi cho việc giảng dạy của trường tiếng Việt này. Miss Mala and all this staff, thank you for supporting us in our era for the school year 2016-2017 and the past 3 years. Cảm ơn các con, những học sinh đến đây để học. Một năm học rất là ngoan ngoãn. Thời của thầy ngày xưa thì người ta nói có thầy đố mày làm nên, nhưng thời nay thì không mày đố thầy làm nên. Đúng không quý vị? Nếu các con không ngoan ngoãn mà lại phá phách quá thì rất có thể sẽ xảy ra trường hợp như trong quá khứ đã xảy ra, đó là ông thầy bỏ lớp nghỉ dạy bởi vì không đủ khả năng kiểm soát lớp học. Cuộc thi đố vui đại học vừa qua do Hội phụ huynh học sinh tổ chức đã giúp tăng thêm phẩm chất cho việc giảng dạy ở trường này. Nhờ cuộc thi đố vui đại học, các em học sinh học thêm được nhiều điều mới lạ và cái hay nữa của tiếng Việt. Tôi nói ví dụ chữ bữa ăn, chữ bữa đó phải biết nó giống nhã chứ không phải giống hỏi như bữa cử. Một ví dụ khác nữa là con chó màu đen thì gọi là chó mực, phải quý vị? Tức là con chó mực là chó màu đen. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng, phải quý vị? Nhưng mà cái nước mực thì có thể biết mực đỏ, mực xanh, mực cái thân bắt mực phải mực đen. Cái đó là cái rắc rối của tiếng Việt, phải quý vị? Ngoài ra cuộc thi cũng giúp cho nhiều người học được tinh thần làm việc toàn nội chứ không phải học ngoại. Học được tinh thần trách nhiệm không chỉ làm cho đấy tốt mà phải làm một cách cẩn trọng, làm việc không nguyên tắc, hẳn hòa. Chân thành cảm ơn Hội phụ huynh học sinh và ban tổ chức cuộc thi đấu của đại học. Tôi được biết chi phí tổ chức cuộc thi đấu của đại học này hoàn toàn do Hội phụ huynh học sinh đảm nhận, và chi phí đó lên tới khoảng $2,000, trong đó kể cả những thẻ tặng thưởng trị giá $5 cho mỗi học sinh tham dự cuộc thi. Hôm nay là buổi lễ bế giảng, chứ nếu là buổi mặt mẹ mừng năm mới, tôi sẽ cầu chúc Hội phụ huynh học sinh sang năm làm ăn phát tài. Chúc tất cả quý vị hiện diện nơi đây và toàn gia đình một mùa hè tươi đẹp, nhiều ánh sáng đầy niềm vui. Nhưng xin quý vị đừng quên ghi danh cho con em học tiếng Việt liên quan tới. Riêng các con đã học ở trường này, nếu chúng các con được một mùa hè nghỉ vui chơi thỏa thích, nhưng mong các con đừng quên những bài học tiếng Việt đã học và đừng quên giúp cha mẹ làm homework. Cha mẹ lúc con đi học, cha mẹ giúp con làm homework. Bây giờ mùa hè con nghỉ ở nhà, con giúp cha mẹ làm homework. Cầu mong tất cả giáo viên sẽ trở lại trường này đầy đủ với nụ cười trên môi sau những tháng hè nghỉ ngơi thanh thản. Sau cùng, tôi lại phải nói rất tiếc là vì trong chương trình bế giảng hôm nay, quý vị sẽ nhận ra nó vượt thẳng, nó thiếu vắng một cái gì đó. Xin quý vị thứ cho.
Cảm ơn tất cả quý vị.